Thưa quý vị và các bạn, nhằm triển khai hiệu quả các công trình phần việc thanh niên hướng đến sinh hoạt đoàn, cuối tháng 12 năm 2020, Thành đoàn Đà Nẵng đã phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày tuổi trẻ toàn thành phố thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đến nay, qua hơn một nửa chặng đường, phong trào đã có sự lan tỏa, tạo được những dấu ấn tích cực trong cộng đồng. Kể từ khi phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đến nay, các cấp bộ đoàn trên toàn thành phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Điểm nhấn của đợt thi đua này đó là trao công trình thanh niên cấp thành phố với 7 khu vui chơi trẻ em tại 7 quận huyện trên địa bàn với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó là hàng loạt các hoạt động uống nước nhớ nguồn, mang xuân đến với những hoàn cảnh mảnh đời còn nhiều khó khăn. Thành đoàn tổ chức rất nhiều hoạt động và chăm lo cho rất nhiều mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, thể hiện tính xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc đồng hành cùng với chính quyền, chăm lo cho bà con nhân dân. Thành đoàn Đà Nẵng đã công bố 10 chỉ tiêu thi đua phát động trong 90 ngày cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập đoàn, thực hiện từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021. Theo đó, tất cả các quận, huyện đoàn và đoàn trực thuộc phải có các hoạt động cụ thể tuyên truyền, giáo dục truyền thống kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn. Trong đó, tổ chức thực hiện ít nhất một hoạt động góp phần xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, hỗ trợ thanh niên là bộ đội xuất ngũ, xây dựng ít nhất một công trình thanh niên. Các chỉ tiêu thi đua này đã được hưởng ứng tích cực ngay từ cấp cơ sở. Dưới sự hỗ trợ của quận đoàn thì cũng đã hoàn thành một công trình, đó là một xây dựng một ngôi nhà đại đoàn kết cho một hộ nghèo trị giá là 5 triệu đồng. Thì đó là công trình đầu tiên khởi động của đối với đơn vị Đoàn Phường Hương Khê. Thì trong tháng thanh niên ngoài ra thì đơn vị Đoàn Phường Hương Khê còn xây dựng 90 ngôi nhà của xây dựng về cái chống rác thải pin. Bên cạnh đó thì tiếp tục xây dựng cái công trình thứ hai là cái mô hình là thùng rác phân loại tại chỗ. Tuổi trẻ khối quan thành phố thành lập 9 đội hình thanh niên tình nguyện gắn với lại kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các đội hình tình nguyện với cái quy mô là thể hiện cái tinh thần xung kích, tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ, dấn thân vào những cái việc khó, vùng sâu, vùng xa, thực hiện những cái phần việc như là đảm bảo về an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo sức khỏe cho người dân, an ninh trật tự, an toàn giao thông, cũng như là hỗ trợ người dân trong việc cải cách hành chính cũng như là thủ tục hành chính vào các ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh sạch đẹp. Đi kèm với các chương trình hành động, phong trào tình nguyện, dịp này Thành đoàn Đà Nẵng cũng phát động cuộc thi sáng tác clip với chủ đề Thời tuổi trẻ sôi nổi nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang, quá khứ sôi nổi của tổ chức đoàn tại các địa phương, đơn vị, đồng thời triển khai phong trào 90 ngày thay đổi thói quen, chung tay bảo vệ môi trường, thông qua đó lan tỏa những hành động đẹp, nếp sống xanh trong cộng đồng.